Ngày 4 tháng 10, Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, bắt tạm giam hai cựu phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8102D thuộc chi nhánh công ty cổ phần Xuân Tùng, địa chỉ xã Biển Hồ, thành phố Pleiku là Cao Anh Tuấn, 41 tuổi và Hoàng Nam Đàn, 39 tuổi, cùng trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, về tội nhận hối lộ. Đồng thời, Công an thành phố Pleiku khởi tố, bắt tạm giam Trần Xuân Hải, 52 tuổi, trú tại thành phố Pleiku về tội môi giới hối lộ. Qua điều tra giai đoạn 2020-2022, lợi dụng chức vụ phó giám đốc, Cao Anh Tuấn và Hoàng Nam Đàn nhận tiền của các chủ phương tiện và của đối tượng môi giới Trần Xuân Hải, số tiền từ 6 triệu đến 10 triệu đồng một xe để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới, nghiệm thu cải tạo trái quy định nhằm hưởng lợi bất chính.